Chiều tối qua ngày 21 tháng 7, chuyến bay cuối cùng trong 3 chuyến bay thành phố Đà Nẵng đưa người dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về đợt 1 đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng an toàn, trong đó có 57 người dân quận Ngũ Hành Sơn. Phần lớn người về là công nhân, sinh viên, người lao động tự do, có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi xuống sân bay và thực hiện xong các thủ tục y tế đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận, nhân viên y tế đưa đón trên 3 chiếc xe khách 45 chỗ ngồi về khu nghỉ dưỡng Grassmount Premier trên địa bàn quận để thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định. Sau khi hoàn thành cách ly tại đây, những người này sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày nữa và được đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Việc lưu trú của người dân trong thời gian cách ly tại khách sạn hoàn toàn miễn phí. Riêng về chi phí ăn uống sẽ được thực hiện theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Dịch bệnh COVID-19 trên cả nước còn diễn biến phức tạp. Hoạt động hỗ trợ bà con về quê cách ly sẽ góp phần giảm tải cho lực lượng y tế nơi tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh.